Tây Ninh là cái tỉnh giáp biên giới nên cái tình hình buôn bán vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm rất là phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng cái đường biên để hoạt động là mua bán, trao đổi. Như Tây Ninh thường chủ yếu là diễn ra cái động vật mua bán động vật quý hiếm là con giáp 1B, đa số là cái rắn hổ mang chúa TT. Đối tượng thường là lợi dụng cái ban đêm và những cái xe mà có thấy cái phụ để các đối tượng này bỏ vào cái cốp là vận chuyển đi, thì lợi dụng cái đêm khuya và cái địa hình các đối tượng này mua bán vận chuyển về là cái tiêu thụ cuối cùng là ở Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nhiều lúc cái chuyên án đi vào bế tắc do các đối tượng hoạt động rất là kín kẽ, nhưng mà nhờ cái sự động viên của lãnh đạo đơn vị đã tạo được niềm tin để các anh em có động lực phấn đấu triệt phá các đối tượng trong đường dây này. Quá trình đấu tranh rất là khó khăn tại là các loại tội phạm này hoạt động rất là chặt chẽ, có tổ chức đấy, có sự phân công rõ ràng. Đa số là lợi dụng những cái có người thân quen để hoạt động. Qua nhiều tháng sử dụng nhiều cái biện pháp nghiệp vụ của ngành thì phòng đã phá được một chuyên án, bắt được là 4 đối tượng. Sau đó là trong bắt được 2 đối tượng trong quá trình vận chuyển thì ra quá trình đấu tranh khai thác thì bắt được 2 đối tượng khác. Thì qua đấu tranh làm rõ là khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can. Đối tượng thì lợi dụng cái giấy phép gây nuôi động vật hoang dã được cơ quan nhà nước cấp phép để mua cái động vật hoang dã từ Campuchia về, gồm rắn hoang chúa, mèo rừng, gà lôi, hồng tía, con giả mà nhóm 2B được phép gây nuôi thì người ta sẽ hợp thức quá bằng cách vào trang trại. Riêng đối với động vật mà nhóm 1 thì các đối tượng thường là lén lút che giấu và để vận chuyển để buôn bán. Tôi và các đồng chí mặc thường phục đi đêm hôm thì khu vực biên giới mà đã bị các lực lượng như công an xã Trường Tây Giang bắt, dí bắt tại lúc mà tôi theo đối tượng thì theo sát. Khi mà thấy lực lượng tuần tra dân thì mình còn vẫn chạy, nhưng mà cuối cùng thì tuần tra dân với bảo vệ biên phòng rồi thì bắt lại ngay mình, cũng thông cảm biết là do làm nhiệm vụ. Trước cái vấn nạn buôn bán động vật nguy cấp quý hiếm gây tuyệt chủng cho các động vật, với bản thân là một người chiến sĩ, một người thực thi pháp luật thì bản thân luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao, dù biết là rất là khó khăn phức tạp, nhưng mà với cái tinh thần của người lính thì bản thân luôn chiến đấu hết mình với các loại tội phạm.